Mấy anh dài đang có nhu cầu cần mô hình hồng online giá rẻ hoàn toàn tự động thì hãy lên ngay shop 7sao.com. Shop 7sao.com đang giảm giá tất cả các dịch vụ bán vàng X3K7, hoàn toàn các dịch vụ đang giảm giá cực sốc. Anh em hãy lên ngay shop 7sao.com để trải nghiệm những dịch vụ vòng quay nhá. Nếu như các bạn đã cần tiền mà chưa biết bán nick ở đâu thì hãy lên ngay shopthumua.com. Shopthumua.com hỗ trợ đầy đủ các tính năng uy tín, an toàn, chất lượng. Shop thu mua nick giá tốt, anh em còn chờ gì nữa, hãy lên ngay shopthumua.com đi nào. Thì ra là tôi chiều các em quá, nhưng là bây giờ các em sinh hư đúng không? Nhưng mà thôi không sao, các em thích là được. Em phải like, phải share, đăng ký kênh. Hello hello, xin chào mọi người và chào mừng mọi người là quay trở lại channel của mình nhá. Và mình vẫn là PC Gaming đây. Từ từ mình đi ra đánh ngọc đó anh em ạ, lấy ngọc đó. Lấy ngọc của ngày hôm nay trước nha. Thôi tí nữa thì mình sẽ nói cái clip ngày hôm nay nó sẽ là cái clip là dỗ. Ra đi. Nào. Nào, nhanh lên. Nào. Ô lì tê à. Nào, ra đi nào. Hình như là đánh rồi sao nhở? Nó không ra anh em ạ. Thôi được rồi. Thì ok, hôm nay mình sẽ đột nhập vào cái nick của Hoàng Lê TV nha anh em nhá. Cái nick này thì rất là lâu rồi và hôm nay thì mình mới mượn được anh em ạ. Và mình mượn được cái nick này của Hoàng Lê TV. Rồi ok. Con nick này ấy thì là 50 tỷ sức mạnh và đang có một cái cải trang rất là hot, cải trang đấy là cải trang úp da ngọc nha anh em nhá. Và mình thấy bảo là cải trang úp da ngọc nhưng mà mình chả thấy, tại vì là mình vừa mới xem cái clip của Hoàng lấy xong, thế là mình mới mượn để mình làm video luôn cho anh em xem nó có úp da ngọc không ấy. Đấy thì ok, tiện thì mình review luôn tại vì nick cũng khá là vip ấy, 50 tỷ 7 sức mạnh này và đang đeo một set đó là thần anh em ạ, rất là vip luôn. Đó, đây cái cải trang chính ngày hôm nay đó là cải trang Uron anh em ạ. Sức đánh cộng 18% HP, 18% ki, 18% và cộng 20% vàng từ quái này, thêm 2 ngọc mỗi khi đánh quái. Ok, là sao? Mình không hiểu lắm. Ok, mấy cái này hủy diệt này, 5 sao, mấy cái thứ vớ vẩn này rất là nhiều. Đó, ok. Thì bây giờ ấy, đây, xấu nốt cho anh em đi. Đó, ok nhá. Con đệ tử thì 40 tỷ này, đang đeo cho mình một set đồ đồ, đây, mình sẽ sẽ nói chi tiết luôn đi. Ok, nhẫn thần linh nhá, 4 sao này, giày thần linh 4 sao này, găng da 5 sao, quần 4 sao, áo 3 sao anh em ạ. Mấy cái này thì ok anh em biết rồi đúng không? Bây giờ về nhà trước nhá. Hiện tại thì là mình cũng không biết được, nhưng mà mình thấy mấy bạn comment ở trên kênh của Hoàng Lấy là phải đeo cải trang này qua 12 giờ thì mới nhận được thêm ngọc ấy. Mình không biết là như nào nữa, thì ok bây giờ mình đã đeo cải trang và mình đã đợi đến 12 giờ và đây là bây giờ là 12 giờ 1 phút rồi. Tí nữa thì mình sẽ out ra hoặc là mình sẽ ok, thì bây giờ mình sẽ thử nhá. Đây, ok này. Đó, cải trang rất là nhiều, ok. Lâu lâu không làm video ấy, kiểu như là dạo này mình bị bình luận ngáo quá anh em ạ. Hôm nọ ấy, đây để mình kể cho anh em. Hôm nọ còn có bạn còn bảo là mình mới làm video à. Thật sự ấy mọi người, là mình làm clip đã được 3 năm nay rồi và mình có hôm nọ có ông bình luận mà là mình không có biết bình luận game cơ. Ok, fine. Thì đây, cải trang vô hình này, cải trang gia côn, cải trang hợp thể ấy, và một cái quần tinh ấn này. Ở cải trang Lý Tiểu Nương, cải trang Drabula này, cải trang Pock này, Cyberman. Tại vì là hiện tại thì cũng muộn rồi ấy, với cả là mình cũng review qua thôi. Cái này cũng không có gì hot, mình không muốn câu giờ của mọi người ấy. Thế nên là mình muốn làm một cái clip thì nó nhanh một chút. Không thì mọi người thì ấy, ok thì mất cái công mình đợi rồi ấy. Thì mọi người tiếc gì một like cho mình đúng không? Ok nhá, cho mình xin một like để mình đợi đến tận 12 giờ rồi. Tại là xem mấy cái comment ấy, tại vì mình phải tìm hiểu rõ về cái cải trang ấy. Sau đó thì mình mới có thể đi làm video được cho anh em xem để đỡ bị chửi hết đấy. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ đi qua bên ấy luôn, thành phố Vegeta. Sang tận bên Cô Lơ luôn nha anh em. Để úp xem mà nó có ra ngọc không. Mình thấy chắc là ra tận 4 ngọc. Ồ, không ngọc à? Hiện tại là 12 giờ 3 phút rồi nhá. Hay là phải đánh mấy con nó mới ra? Đâu, một ngọc này. Ồ, thêm 2 ngọc mỗi ngày khi đánh quái. Một ngọc nhá, hay là ngọc này của ngày cũ nhỉ? Đúng không ta? Ngọc của ngày cũ ấy. Bây giờ mình phải ao ra vào lại thì mới được à? Hay thế nào? Lúc cái đầu luôn anh em ạ. Dạ mình hay livestream liên quân ấy, nên là mình bị quen cái câu lúc cái đầu anh em ạ. Nếu mà anh em thích mình xem mình livestream ấy thì có thể là follow cái fanpage mình có để dưới phần mô tả nhá. Mình có livestream liên quân ở đấy đấy.
Ok, để mình out ra xong rồi vào lại xem là có nhận được ngọc không nhá. Ok, thì mình quay trở lại rồi đây này. Bây giờ thì mình sẽ đánh quái nhá, xem là có ra ngọc không nhá. Bốn ngọc đúng không ta? Nếu mà thế thì phải ra bốn ngọc ấy. Ô, đậu xanh. Đây, đeo cải trang quá. Mình đeo cái cải trang này từ lúc ấy rồi. Chưa đến 12 giờ rồi, sau đến mình đợi đến tận 12 đấy, ra đồ này. Ô, cải trang này may mắn hơn à? Đeo cải trang này may mắn hơn à anh em? Ra rất là nhiều đồ nha. Mà không thấy ra ngọc anh em ạ. À đây đây đây, hai ngọc đây này. Ô, nhưng mà hai ngọc này bình thường nhá, anh em thức đêm ấy thì qua 12 giờ là mọi người đã nhận được hai ngọc rồi. Đó. Mà đây vừa nãy mình đánh thì nó nhận được một ngọc này, sau bây giờ đánh thì nó lại ra hai ngọc. Mình tưởng là phải ra bốn ngọc chứ nhỉ? Hay là bây giờ cứ đánh tiếp rồi sau tí nữa thì nó sẽ ra thêm hả anh em? Đúng không? Mình cũng không rõ mấy cái này lắm. Có gì anh em thông cảm nha, tại vì là mình cũng không có. Rõ ràng mình tìm hiểu rồi nha, thật đấy, tìm hiểu rồi đấy. Để mình thì mình mới quay video cho anh em xem, thế nhưng mà vẫn bị fail anh ạ, vẫn bị lỗi, không tí tí gọi là tí lỗi. Ok kệ đi, bây giờ thì mình sẽ thử đánh mấy con này xem là nó có ra thêm hai ngọc nữa không. Rõ ràng là đây ghi là thêm hai ngọc mỗi ngày khi đánh quái. Mà bình thường anh em online đến 12 giờ ấy thì là mọi người đã nhận được hai ngọc rồi đúng không? Và đây là nó thêm hai ngọc nữa mà đánh mãi không ra hai ngọc anh em ạ. À, đây 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 rồi, đây rồi. Trời ơi. Ui, ngon đấy chứ nhở? Có cải trang này ngon đấy nhỉ anh em nhỉ? Thế là ôi, thế là mình kiếm được 5 ngọc rồi. Nhá anh em nhớ lúc đầu không? Lúc đầu là ôi mà qua 12 giờ rồi nhá. Thế là đeo cải trang này được úp được ngọc à? Phải không anh em? Đeo cải trang này úp có tỷ lệ ra ngọc à? Ok anh em, nếu anh em mà muốn mình làm như cái video mà thử nghiệm úp ngọc bằng cái cải trang này ấy, thì mọi người nhớ cho mình một like và comment xem là anh em có nên úp cái có nên thử thử gọi là mình làm thử thách úp ngọc bằng cái cải trang này không nha anh em nhá. Tại vì là vừa nãy 12 giờ quá 12 giờ rồi ấy, thì mình lại úp ra một ngọc trước, sau đấy thì mình úp ra hai ngọc, sau đấy lại tiếp tục là hai ngọc nữa anh em ạ. Đấy rất là nhiều ngọc luôn và mình cũng không hiểu tại sao luôn. Lúc cái đầu luôn anh em ạ. Rồi ok, thì clip mình cũng kết thúc tại đây thôi nha anh em, thì cũng làm đủ ý rồi. Đấy, cái nick nói chung là hôm nay vào review cho anh em con nick này, với cả là cũng đã show cho anh em cái cải trang úp với ra ngọc rồi. Thì nếu mà anh em thấy thích nhớ cho mình một like đăng ký kênh nhá. Cảm ơn em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye. Nhớ like cho mình nhá.